Vinicius đã gặp chấn thương trong trận đấu giữa Brazil và Colombia tại vòng loại World Cup 2026. Tiền đạo của Real Madrid phải rời sân vào phút 27 nhường chỗ cho João Pedro. Sau trận đấu, Vinicius cho biết: "Tôi bị dính đòn của đối phương, nó rất đau. Tôi sẽ trải qua buổi kiểm tra trong 24 giờ tới. Tôi cảm thấy đau tương tự như chấn thương gần nhất mà tôi gặp phải. Tôi sẽ cố gắng thi đấu ở trận gặp Argentina, nhưng các bác sĩ nói khả năng này là rất khó." Đúng như các bác sĩ của đội tuyển Brazil đã nói với Vinicius, tiền đạo này không thể tham gia trận đại chiến với Argentina. Trận đấu thuộc lực trận thứ 6 vòng loại World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 11 tới. Không lâu sau khi trở về Brazil từ trận làm khách trước Colombia, Vinicius cũng đã lên chuyến bay riêng về Madrid. Trong hôm nay, tiền đạo người Brazil tiếp tục sẽ được đưa đi kiểm tra để xác định rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Theo Marca, Vinicius gặp chấn thương đùi trái hoặc gân khều. Tình trạng của tiền đạo 23 tuổi không nghiêm trọng, nhưng anh có thể phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng. Mất Vinicius là tổn thất lớn với Seleção. Về phần Real Madrid, Carlo Ancelotti cũng đang đứng ngồi không yên khi danh sách bệnh binh của ông ngày một dài. Cũng liên quan đến Real Madrid, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin câu lạc bộ này đang chuẩn bị gia hạn hợp đồng 2 năm với Carlo Ancelotti và khiến những toan tính của Liên đoàn bóng đá Brazil có nguy cơ đổ bể. Theo dự kiến của Liên đoàn bóng đá Brazil, họ sẽ chờ đến khi Ancelotti kết thúc hợp đồng hiện tại với Real Madrid vào tháng 6 năm 2024, rồi mới chính thức bổ nhiệm ông vào ghế huấn luyện viên trưởng. Người đang dẫn dắt Brazil lúc này là huấn luyện viên tạm quyền Diniz. Đây được xem là một sự tôn trọng rất lớn dành cho Ancelotti. Tuy nhiên, chính người trong cuộc vẫn chưa đưa ra bất kỳ khẳng định nào. Ancelotti chỉ luôn nói rằng ông luôn tôn trọng Real Madrid, yêu công việc ở đây và nếu có thể, muốn kết thúc sự nghiệp cầm quân của mình tại Bernabeu. Thông tin này khiến Liên đoàn bóng đá Brazil khá sốc bởi họ tin là họ có thể thỏa thuận mời Ancelotti dẫn dắt Brazil tại Copa America 2024. Khi hỏi Rodrigo thông tin này, tiền đạo của Real Madrid cũng lấp lửng. Chúng tôi cũng không biết nữa, chúng tôi rất muốn Ancelotti làm huấn luyện viên chứ, bất kể là ở Madrid hay Brazil. Erling Haaland vừa gặp chấn thương mắt cá trong trận đấu tại vòng loại Euro 2024. Điều này khiến cho chân sút của Manchester City nối dài danh sách bệnh binh với 9 cầu thủ trước đó sau trận đấu với Liverpool. Ngoài Haaland, Man City còn thiếu vắng John Stones, Sergio Gomez, De Bruyne, Ederson, Nathan Ake, Kovacic và Matheus Nunes. Rodri cũng vừa tập tỉnh rời sân trong buổi tập của Tây Ban Nha hôm thứ Tư. Cuộc khủng hoảng chấn thương càng khiến tình hình của Man City thêm trầm trọng. Họ vừa bị Chelsea cầm hòa 4 đều vào cuối tuần trước và có khả năng đánh mất ngôi đầu vào tay Liverpool nếu để thua trước chính đối thủ này. Rất may là từ nay cho đến khi diễn ra trận đấu với Liverpool vẫn còn khoảng 1 tuần nữa và người hâm mộ Man City đang hy vọng một trong số 9 cái tên này có thể kịp bình phục. Nếu không, họ sẽ phải tiếp tục trông cậy vào tài năng của Pep Guardiola. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha từng nhiều lần cho thấy sự cao tay của mình khi lựa chọn những phương án thay thế rất bất ngờ và các cổ động viên của Man City tiếp tục hy vọng Pep có thể tạo nên điều bất ngờ tiếp theo. Trong chiến thắng của đội tuyển Anh trước Malta tại vòng loại Euro 2024, Rashford đã phải rời sân sớm chỉ sau 1 giờ thi đấu vì chấn thương. Trong một tình huống tấn công, Rashford tranh chấp bóng và va chạm với người đồng đội Alexander Arnold. Ngay lập tức, chân sút của Man United nằm quằn quại trên sân với vẻ rất đau đớn trước khi được thay bởi Cole Palmer. Đáng chú ý, Rashford không phải ngôi sao duy nhất của Man United gặp chấn thương khi làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia. Andre Onana cũng không thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận thắng 3-0 của Cameroon trước Mauritius ở vòng loại World Cup khu vực châu Phi. Onana rời sân ở phút 81 và được thay bằng Ondoa. Hiện vẫn chưa rõ mức độ chấn thương của Rashford lẫn Onana. Tuy nhiên, nếu mất đồng loạt hai trụ cột này sẽ càng khiến cho tình hình của Erik ten Hag thêm trầm trọng, đặc biệt khi Man United sắp bước vào giai đoạn giáng sinh. Trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Szoboszlai đã chia tay Leipzig để gia nhập Liverpool với giá 60 triệu bảng. Cặp bên Anfield, cầu thủ người Hungary lập tức tạo được dấu ấn với hai bàn thắng và hai kiến tạo sau 17 trận đấu. Thậm chí với phong cách thi đấu bùng nổ, Szoboszlai đã được rất nhiều người ví von là Gerrard mới. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn gần nhất, tiền vệ người Hungary đã khẳng định anh không muốn bị đem ra so sánh với huyền thoại của đội bóng. Tôi cũng không muốn mình là Gerrard mới hay cố gắng trở thành Steven Gerrard. Tôi muốn được là chính mình hơn. Tất nhiên, nếu bây giờ họ đưa cho tôi một tờ giấy, rồi nói tôi sẽ có ảnh hưởng hoặc sự nghiệp tương tự như anh ấy ở Liverpool và bắt tôi ký vào, dĩ nhiên tôi sẽ ký ngay lập tức. Dominic Szoboszlai đang cùng đội tuyển Hungary tham dự vòng loại Euro 2024. Họ đã nắm chắc tấm vé đến Đức vào mùa hè sang năm. Lượt đấu cuối cùng của Hungary chỉ mang tính phân định ngôi đầu bảng, ở đó họ sẽ gặp đối thủ là Montenegro. Cuối tháng trước, Messi đã có lần thứ 8 giành quả bóng vàng với 462 điểm bình chọn, trong khi đó Haaland xếp thứ 2 với 357 điểm.
Mbappe xếp thứ 3 với 270 điểm. Chiếc vô địch World Cup 2022 được đánh giá là yếu tố rất quan trọng giúp Messi giành quả bóng vàng. Dù vậy, vẫn xuất hiện nhiều tranh cãi về giải thưởng này, khi Haaland và Mbappe cũng có một năm rất xuất sắc. Tuy nhiên, đích thân Mbappe đã khẳng định Messi xứng đáng giành quả bóng vàng 2023, đồng thời nhận xét người đồng đội cũ là cầu thủ hay nhất lịch sử. Tôi chẳng có gì phàn nàn về thứ hạng bình chọn quả bóng vàng 2023. Leo quả xứng đáng với điều đó, anh ấy vô địch thế giới và anh ấy giành được quả bóng vàng, thế thôi. Anh ấy là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử, không có gì phải bàn cãi. Haaland cũng đã có một mùa giải rất tuyệt vời và bản thân tôi cũng vậy. Tuy nhiên, nếu đặt bên cạnh chiếc vô địch World Cup, nó không có ý nghĩa gì nhiều. Vào đêm 18 tháng 12 năm đó, tôi biết rằng mình đã thua World Cup và quả bóng vàng cũng vậy, vì Leo rất xứng đáng. Luis Diaz gia nhập Liverpool từ Porto vào tháng 1 năm 2022 và nhanh chóng khẳng định mình là cầu thủ chủ chốt trong đội hình của Jurgen Klopp. Tiền đạo người Colombia đang rất hạnh phúc tại Anfield. Tuy nhiên, ba của anh, người vừa được giải cứu sau vụ bắt cóc kéo dài 12 ngày, gợi ý rằng Luis Diaz hoàn toàn có thể đến Barcelona để hoàn thành giấc mơ. Phát biểu với kênh truyền hình Colombia, Win Sport, sau khi được thả, ông Luis Manuel Diaz cho biết: "Sự thật Luis là một cổ động viên trung thành của Barcelona. Giấc mơ của nó là được thi đấu cho Barca. Cho đến nay, tôi vẫn rất biết ơn Porto và Liverpool vì cách mà họ đã chào đón nó. Luis là một cầu thủ sinh ra giành chiến thắng, vì tính cách, sự khiêm tốn, công việc và sự cống hiến của nó. Luis là một cầu thủ rất kỷ luật, tạ ơn Chúa. Sẽ không có vấn đề gì nếu một ngày nào đó nó đặt chân đến Barcelona, vì đây là đội bóng mà nó đã ước mơ thi đấu khi còn nhỏ." Ủy ban độc lập của giải Ngoại hạng Anh vừa công bố quyết định xử phạt trừ 10 điểm đối với Everton do vi phạm luật công bằng tài chính với những quy tắc lợi nhuận và bền vững trong giai đoạn cuối mùa 2021-2022. Theo tờ The Times, sai phạm của Everton bị phạt trừ điểm chỉ vì một hành vi vi phạm quy tắc của giải đấu, trong khi Man City đã bị buộc tới 115 cáo buộc vi phạm những quy định về tài chính. Chelsea cũng đang bị sờ gáy với các vị chủ mới đã tự báo cáo những khoản thanh toán rất đáng ngờ, có thể đã vi phạm những quy tắc của giải Ngoại hạng Anh trong thời kỳ sở hữu câu lạc bộ này sau Abramovich. Do đó, mối đe dọa bị trừ đến 30 điểm hoặc bị đánh rất hạng là một thực tế mà Man City và Chelsea rất có thể sẽ phải đối mặt trước một ủy ban quản lý độc lập. Nhưng trường hợp của Man City, việc xử phạt khó có thể được giải quyết trong ít nhất 2 năm. Còn với Chelsea, việc chính các chủ sở hữu hiện nay đã thừa nhận sai phạm từ thời chủ trước, bao gồm cả những khoản thanh toán ngoài sổ sách, có thể dẫn đến khả năng câu lạc bộ này bị đánh rất hạng ngay mùa giải này.